Kính thưa quý vị, vừa qua 7 dự án tiềm năng của sinh viên trường Đại học Văn Lang đã cùng tranh tài tại chung kết cuộc thi Ra Khơi 2022 với chủ đề Bring Your Ideas to Life. Những ý tưởng táo bạo, đầy tính sáng tạo và thể hiện sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã được trình bày trước ban giám khảo của cuộc thi. Cuộc thi như một cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao tính sáng tạo, sự hiểu biết về khởi nghiệp cho các bạn sinh viên, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa sinh viên với cộng đồng doanh nghiệp. Nhằm tạo sân chơi bổ ích, cơ hội tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, có đam mê khởi nghiệp cho sinh viên. Chung kết của cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Ra Khơi 2022 với chủ đề Bring Your Ideas to Life đã quy tụ dàn ban giám khảo chất lượng như Sát Lê Hùng Anh, Chủ tịch Bin Corporation Group, ông Lâm Minh Chánh, Chủ tịch Học viện Kinh doanh và Tài chính Biz Uni, ông Nguyễn Tấn Huy, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Vườn ươm khởi nghiệp Biz Uni và Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Mai, trưởng khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Văn Lang. Bằng sự tự tin và khả năng phản biện tốt, đội B2G đã chinh phục ban giám khảo và giành được giải đặc biệt với dự án app thể thao điện tử Pro ES. Đội đã trải qua 3 tháng cố gắng miệt mài với những khó khăn, thử thách và dự án này sẽ góp phần xây dựng thể thao điện tử eSports phát triển và lan tỏa mạnh mẽ đến với xã hội. Với các ý tưởng đầy tính tuổi trẻ, các bạn sinh viên trường Đại học Văn Lang hiểu rằng đại học không chỉ là một nơi học kiến thức mà còn giúp các bạn kết nối với mọi người, có thêm cơ hội làm việc và học hỏi với những người nổi tiếng, những mentor là chuyên gia đầu ngành. Thông qua cuộc thi này, sinh viên sẽ tận dụng được cơ hội để kết nối và phát triển hơn nữa trong tương lai với những trải nghiệm quý giá của cuộc thi.